Ok các bạn ạ, giờ mình đã tháo hết tất cả các con ốc rồi các bạn nhá. Đây, đây là cái bộ phận bơm nước của nó này. Đây mình tháo hết rồi các bạn nhé. Giờ mình sẽ lay từ từ cái lốc này ra, phải lay cân các bạn nhé. Lay từ từ, lay cân thì gioăng nó không rách nhé, không thì gioăng rách là toang mấy trăm nghìn các bạn nhé. Giờ thế để máy đây mà. Đây các bạn nhé, lay từ từ các bạn nhé. Đây chắc luôn. Thế còn con ốc nó không chắc thế. Chắc không các bạn ạ? Lấy hết sức là từ từ. Cái gì các bạn? Hai thằng chưa số các bạn. Các bạn ạ, rách gioăng rồi các bạn nhé. Ok luôn các bạn ạ, đây gioăng đã bị đứt rồi các bạn nhé. Thế là toang mai khỏi chạy các bạn nhé. Đứt đôi luôn. Có con ngày trước con B1 của mình là không bị đứt 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 gioăng như này đâu các bạn nhé. Con này mới bị đứt toang rồi các bạn nhé. Mất gioăng luôn, mình tưởng không mất nhưng mà mất rồi. Đây các bạn nhá, đây là cái lọc nhớt này, bộ phận côn rất chi là trắng tinh luôn, nhìn rất chi là ok luôn các bạn ạ. Đây các bạn nhá, rất là sạch. Đây các bạn nhá, chi tiết máy móc đây, đây là lọc nhớt đây. Giờ mình sẽ tháo lọc nhớt các bạn xem nhé. Đây mình để điện thoại ở dưới đã, bởi vì mình quay buổi tối nên phải dùng led điện thoại. Đây các bạn nha, thì mình rút các bạn xem nhé. Đây các bạn nhé, hơi có keo các bạn ạ. Đây các bạn nhé, cái này là sau sau 4.600 cây đây, keo đầy đây. Đây mình để đánh sạch cái này đi nhá, đây đánh sạch cái này đi vào cả cái trong này nhé các bạn nhé. Này này các bạn này, trong này thì không có bụi gì đâu đấy, nhưng nó chứa ở trong cái lỗ này các bạn này. Đây đây là cái lọc nhớt của mình. Đây các bạn nhé, ok luôn các bạn nhé.